Xin mời chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Độ Quỹ Đôn Channel. Tiếp theo video ngày hôm trước mình đã làm đó là sửa lỗi boot MR is compressed vân vân. Thì có một bạn ở trên internet, bạn ấy đề nghị là hãy sửa lỗi a disk read error occur. Press control and del to restart. Và mình đã hứa với bạn ấy là tối nay sẽ hướng dẫn bạn ấy sửa cái lỗi như thế này khi mà xảy ra trên máy vi tính. Thì khi khởi động máy lên thì các bạn đọc được dòng chữ a disk read error occur, press control and del to restart, có nghĩa là một cái đĩa hay là ổ cứng ấy, để đọc bị lỗi, xảy ra lỗi trong quá trình đọc. Đấy. Hãy ấn tổ hợp phím Ctrl and Del để khởi động lại. Và các bạn có khởi động lại rồi thì máy tính vẫn hiện cái lỗi này xảy ra. Như vậy để làm thế nào để có thể sửa được lỗi như này? Nguyên nhân chính của bạn đó là cái ổ cứng của bạn bị cái phân vùng ổ cứng nó chưa đúng định dạng. Thì để giải quyết triệt để vấn đề này thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem cái ổ cứng của bạn có nhận hay không. Đây là quá trình nhận rồi nhé, thế còn không nhận thì sẽ không mở được ra cái màn hình như thế này. Thì các bạn hãy vào cái BIOS ấy, BIOS và chọn cái hiển thị các cái ổ cứng lên. Do máy mình không bị như vậy nhưng mà mình sẽ tìm cái hình ảnh khởi động lên để tìm vào trạng thái BIOS để khởi động nha. Các bạn hãy vào chỗ vị trí có chữ boot đấy, chữ boot đây này. Thì để mình tìm chỗ nào mà nó có đăng nhập vào cái boot. Boot menu. Ví dụ như hình ảnh này thì là cái ổ cứng này Toshiba này, MQ này này này. Tức là máy tính của bạn đã nhận được cái ổ cứng đấy. Thì coi như là chúc mừng bạn là cái ổ cứng của bạn vẫn không bị làm sao cả. Nếu mà nó không hiện lên cái ổ cứng đó thì coi như ổ cứng này có vấn đề. Và các bạn một là phải mang ra quán, hay là ném đi mua cái ổ cứng khác lắp vào. Đó thì đấy là cách để kiểm tra cái khả năng ổ cứng của bạn mà có đang chạy hay không. Đây thiết bị nha. Ví dụ như là 1 2 3 này, 4 này. Đầu tiên là đĩa floppy, hai là đĩa CD, ba là ổ cứng này này. Đây, khởi động một ổ cứng. Nếu cái dòng này nó không hiện thì cái máy của bạn lỗi đấy. Đây, dòng dưới là HDD group boot này. Đây cái tên ổ cứng này. Nếu mà không có xuất hiện dòng này thì coi như ổ cứng của bạn hỏng ngoài đấy. Chưa chắc, nhưng mà thứ hai là cái giác cắm vào cái ổ cứng có thể bị lỏng thì nó sẽ không nhận ổ cứng lên. Thứ ba là các bạn hãy kiểm tra lại các cái cáp mà cắm vào ổ cứng này, cắm vào nguồn này. Thứ tư là các bạn hãy lau cái chân ram cho nó sạch sẽ bằng cách là sử dụng một tờ giấy trắng, sau đó là rút ram ra và lau bằng tờ giấy trắng đó, cứ xoa đi xoa lại.
và cắm lại như ban đầu. Khi mà tất cả mọi thứ kiểm tra đã ok thì ổ cứng của bạn vẫn nhận vẫn ngon, thì các bạn hãy vào cái sử dụng một cái đĩa bút để login vào nó, và các bạn hãy đặt lại định dạng, đặt định dạng của cái, một là format cái ổ cứng chứa cái ổ C ấy nha, các bạn format đi, sau đó là đặt lại tên cho nó, rồi là chọn định dạng là TFS đấy, và ổ C thì cắm cho nó một cái active hay là gắn cho nó một cái lá cờ để khi mà mình khởi động vào ấy, nó hiểu đấy là cái ổ cứng chứa hệ điều hành, nó sẽ nhảy vào đấy luôn, nó là primary ấy. Các cái ổ cứng khác, ổ cứng thường chứa dữ liệu thì nó cờ thôi. Sau khi format xong thì các bạn hãy tiến hành gót một cái bản gót khác, các bạn hãy tiến hành gót bản gót khác vào cái ổ cứng đấy và restart lại máy. Đấy. Nếu như mọi thứ thuận lợi thì máy tính của bạn sẽ sửa được lỗi như thế này: A disk read error. Ok. Cuối cùng mọi thứ thì các bạn đã thử hết rồi mà vẫn không được, thì các bạn hãy đem ra quán gần nhất để sửa. Chúc các bạn thành công. Và cuối cùng mong rằng các bạn hãy luôn ủng hộ cho kênh Đồ Cứ Đôn Channel để ngày một phát triển và phục vụ các bạn được lâu dài. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.